Đây là bài học số 3. Thân chào các bạn. Để các bạn nhìn vào một cái tủ điều khiển như thế này thì nó sẽ có cái trạng thái báo đèn cho bạn. Cái đèn màu đỏ thì nó sẽ báo dừng, cái đèn màu vàng sẽ báo lỗi, và cái đèn màu xanh thì nó sẽ báo chạy. Như vậy khi chúng ta nhấn nút này thì nó sẽ chạy, nó báo trạng thái chúng ta màu xanh. Còn khi chúng ta off thì nó báo có màu đỏ. Hoặc là khi nó bị lỗi thì nó báo màu vàng, nó sáng một cái đèn màu vàng này lên thôi, để cho chúng ta biết trạng thái. Chứ không bao giờ để chúng ta mở cái tủ này ra, chúng ta mở qua thử là nó có chạy hay không. Đúng không ạ? Mình phải dùng cái đèn để báo tín hiệu. Thì cái cách mà chúng ta đấu đèn như thế nào thì các bạn sẽ nhìn cái thao tác số 9 như thế này. Các bạn chú ý là ở tiếp điểm số 14 đó nè các bạn. Ngay cái vị trí thao tác ở số 14 này, các bạn sẽ thấy một cái sợi dây nó có một cái điểm chung ngay chỗ này không ạ? Cho nên chúng ta cần một có một cái sợi dây nữa, là chúng ta không thể nào mà chúng ta cắt cái sợi dây này chúng ta nối vô cái đèn. Nó rất là dở. Cho nên chúng ta sẽ dùng một cái sợi dây màu đỏ để nó khác với màu cái màu vàng đi về bên kia đi. Các bạn sẽ nhìn thấy là cái chân đây nè. Nha, cái chân ngay chỗ này là chân số 14 này các bạn nhìn cái chân số 14 này. Tôi kẹp thêm một sợi dây nữa. Đúng không? Tôi sẽ kẹp thêm một sợi chân nữa, có nghĩa kẹp mở ra kẹp lại. Các bạn thấy là cái sợi dây này nó chạy đi đâu? Bước số này là bước số 9 nha, mình chia luôn ha. Sợi dây này chạy đi đâu? Như vậy sợi dây này về cái đầu của đèn màu xanh. Các bạn ơi, cái đèn này nó có chữ x1, x2 hay là nó có chữ cộng, chữ trừ thì các bạn đấu đâu nào cũng được, vì nó là xoay chiều 252, cho nên bạn đấu đâu nào cũng được. Cho nên bạn phải đấu một cái đầu, một sợi dây đầu của đèn nha. Đây, bước thứ 9 đó là bạn sẽ lấy sợi dây bằng kẹp vô cái đầu số 14 này. Được chưa? Bạn đi về cái đầu đèn thứ nhất. Đèn có hai đầu, như vậy bạn mở đầu này ra. Chúng ta từ bước số 10. Các bạn nhìn thấy đi đâu? Đoạn dây chỗ điểm này nè các bạn, nó về đâu? Nó về dây mát điểm. Bước này là bước thứ số 10. Các bạn phải lấy một cái sợi dây màu xanh hay là dây màu đen gì đó để tượng trưng cho bạn cho thấy là có lửa có nguội, có nghĩa là phải có dây nóng và dây lạnh. Được không nào? Ở ngoài mình bắt là dây nóng và dây lạnh. Dây lạnh là dây màu xanh hay là dây lửa dây nguội đó các bạn. Cái video này mình hướng dẫn cho những người chưa biết cho nên nó rất là chậm nha. Các bạn sẽ đấu vào cái đầu đèn thứ hai này. Các bạn đi về đâu? Các bạn đi về dây mát của nguồn CB điều khiển. Bây giờ mình bật lên ha. Cái đèn này nó sẽ báo cho mình chạy, mình cảm thấy mới sướng. Đúng không? Ở đây. Bây giờ mình bật lên ha. Các bạn nhấn nút nè. À, mình đi ngang qua cái tủ này. Tương ứng, mình thấy cái đèn màu xanh nó sáng lên, có nghĩa là cái tủ điện của mình nó đang làm việc. Ok. Ok chưa nào? Và ở đây khi nó có lỗi, cái động cơ chúng ta đang chạy đó hay là cái máy bơm chúng ta đang chạy đó nó có lỗi, nó chip đi, thì bây giờ mình không biết là nó đang bị lỗi hay là nó đang ngừng hoạt động như thế nào, thì các bạn dùng một cái đèn cảnh báo, đó là cái đèn màu vàng này, nó tượng trưng cho bạn quy ước nó là nó có vấn đề, cho nên chúng ta cần phải có sửa bà tới kiểm tra cho nó. Như vậy thì các bạn tới đầu tiên đó là các bạn sẽ thao tác cái nào. Bạn thấy không biết gì hết, bạn nhấn cái nút reset này nè. Nếu bạn không nhấn cái nút reset này là dùng để cho con người can thiệp,
để kiểm tra sửa chữa. Và tại sao? Thì các bạn nhìn vô là các bạn không bao giờ tác động được cái mạch này, mà thấy không? Không bao giờ. Thì như vậy các bạn phải thao tác để nó về vị trí ban đầu và nó chạy lại được. Nếu mà nó nhảy tiếp thì nó có vấn đề, chúng ta lôi cái động cơ lên. Đó là ý nghĩa của đèn báo trạng trạng thái. Bây giờ mình cấp nha, nhìn cấp ha. Các bạn sẽ thấy cái thao tác số mấy, số 10 rồi. Bây giờ cái đường này nè, các bạn nhìn thấy nè, đường này là thao tác số 10 11, có nghĩa là đi từ đây nó đi về chân 97 của rờ lai nhiệt. Các bạn thấy là mình ký hiệu chữ LRN. LRN là ký hiệu của rờ lai nhiệt, còn chữ K người ta ký hiệu của khởi động động từ. Đây là cái rờ lai nhiệt. Cái chân 96, 95, 96 ở đây chúng ta đã dùng rồi. Bây giờ còn cái chân 97, 98 này chúng ta báo trạng thái. Nếu chúng ta không có, chúng ta không xài cũng chả có sao, đúng không? Nhưng mà nó dở một cái là chúng ta làm được cái tủ đó rồi, mà chúng ta gắn thêm cái đèn để chúng ta nhìn qua chúng cho nó sướng người, mà chúng ta không làm thì nó hơi kỳ. Như vậy các bạn nhìn thấy dây màu đỏ là dây chúng ta đang phải cấp lửa. Như vậy tôi sẽ dùng một cái sợi dây màu đỏ hay là một dây lửa. Ha, tôi dùng cái dây màu vàng đó luôn đó ha. Tôi lấy từ cầu, tôi lấy từ sau cái cầu chì nữa các bạn. Các bạn không được lấy trước nha, nhớ nha. Các bạn mà lấy trước á là có nghĩa là cái cầu chì này nó không có bảo vệ được cái mạch đèn của mình, cho nên nó sẽ cháy cái dây điều khiển của mình. Giả sử có sự cố thì cái dây mình nó bị cháy đi, cái điều đó không ai mong muốn. Như vậy chúng ta cũng phải thao tác số 11 rất là đơn giản như sau. Đó là chúng ta dùng một sợi dây này, chúng ta đấu mở cầu chì này ra. Các bạn học từ từ rồi sau đó mình làm hoài mình sẽ thông minh lên. Các bạn đấu vào đâu? Đi vào chân 90, 17. Các bạn nhìn trên này nè, NO 97 này, các bạn nó nằm ở đây nè. Thấy chân 97 chưa? Nó nằm yên ở trên này. Ok. Như vậy chúng ta làm như thế nào nữa? Thao tác số 10 12 là các bạn thấy ngay cái điểm 98 ở đây không? Là ngay chỗ này thao tác số 12 là dây vẫn là dây màu đỏ đó các bạn. Dây màu đỏ là tượng trưng cho dây lửa, là dây luôn luôn có điện. Mình dùng một sợi dây dây này, đúng chưa? Số 12 là đoạn này tương ứng với cái mạch điều khiển là ngay vị trí này các bạn. Nhìn các bạn nhìn nè, tôi thao tác các bạn đúng, làm đúng thao tác số 12 sẽ đúng hết. Ở đây là chân 98, nó đi về đâu các bạn? Nó đi về cái bóng đèn. Đây bóng đèn này các bạn. Bóng đèn thì có hai đầu, mình đấu đâu nào cũng được nha. Mình mở chân này ra và mình đấu. Còn cái thao tác cuối cùng là thao tác gì? Số nào các bạn? Số 10 13 là có sợi dây màu đâu? Ở trên đó mình vẽ màu gì? Màu đen đúng không các bạn? Thì các bạn chỉ nhìn thấy là tôi dùng cái dây màu xanh này là dây mát này ha. Mình đấu vào cái chân còn lại mình đi về dây mát của nguồn điều khiển là ở chỗ này. Nếu như các bạn nhìn thấy là chỗ này ba sợi rồi, mà cái đèn xanh chúng ta ngay chỗ này dây mát này nó không giống nhau, đi về đây để các bạn giảm cái số 3 ở đây. Ở đây là số 2, các bạn kẹp dễ hơn. Các bạn lấy ngay chỗ vị trí cái dây đèn không à. Nếu bạn lấy chỗ này cũng được nha, và ở ngay vị trí này cũng được. Nhưng bạn thấy nó làm cục, cho nên chúng ta all in nó tới. Mình mở ngay chỗ này. Bạn lấy cho đúng nha. Các bạn mà lấy không đúng sai là nó không có chạy đâu đó. Là các bạn buộc phải làm theo cái thứ tự của mình nha. Rồi, mình mới
treo hai cái đèn này lên cho các bạn nhìn thấy để nó báo cái trạng thái cho chúng ta nó như thế nào. Được chưa? Như vậy bây giờ chúng ta bật CB điều khiển lên để chúng ta điều khiển. Được chưa? Chúng ta bật cho động cơ nó chạy. Các bạn sẽ thấy là báo đèn màu xanh chúng ta đi ngang qua cái tủ như thế này. Chúng ta nhìn vô tủ, cái đèn màu xanh nó đang chạy. Có nghĩa là động cơ đang làm việc. Thứ hai, tự nhiên bây giờ các bạn thấy nó tối hù thôi, bạn không biết là nó đang chạy hay không chạy nữa. Mà giả sử như nó có lỗi, tôi giả sử đi nó có lỗi nha. Tại vì cái này là tự nhiên nó sẽ tác động và nó bảo vệ thôi nha các bạn. Các bạn nhìn vô các bạn nhìn thấy cái màu đèn màu đang sáng này nó đang có công việc. Mình nhìn vô cái tủ đang có đèn thì mình tới mình kiểm tra nó. Thì đầu tiên, lần đầu tiên nó tới mình kiểm tra là cái gì? Đó là mình sẽ reset lại cái relay việc này. Mà mình dùng ampere kẹp, mình kẹp kiểm tra dòng qua thử nó cao hay nó nhỏ mà tại sao nó nhả lên. Đúng chưa? Mình dùng ampere kẹp, mình kẹp vô cái mạch động lực á. Lát nữa mình sẽ làm mạch động lực. Được không nào? Thì như vậy đó, chúng ta mới kiểm tra được hệ thống. Rồi mình reset nó đi. Mình nhắc lại một lần nữa là cho khi mà nó đang bị lỗi đó các bạn, các bạn có nhấn kiểu gì đi nữa nó vẫn không hoạt động. Đây là một cái hay của relay nhiệt để bảo vệ động cơ nha. Cái việc mà chúng ta lựa chọn nó như thế nào sẽ có bài lý thuyết. Bây giờ mình hướng dẫn trước đi. Bây giờ đây là mạch điều khiển, còn mạch động lực thì sao? Chúng ta bước qua bài thứ từ từ, chúng ta sẽ đấu mạch động lực của nó. Ok.